giờ mình đang chờ lấy cát nè. Ủa đang lấy cát chứ. Hết giờ rồi. Bây giờ mình đem cái bỏ nước sơn với đồ chuẩn bị lên. Đó. Cát đẹp nha. Cái này mình lấy cộng hết tiền hồng ngự nha. Đây giờ mình sơn cái tàu nha. Rồi bây giờ là trước tiên là mình sơn màu đỏ trước nha anh em. Sơn cái phần lái. Sơn sơn qua một lớp nha. Cái này là mình sơn mà chuẩn của nó là phải ba lớp. Đây sơn 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 thôi nha. Đây tài của mình đang lấy cát này nha. Trong thời gian chờ đợi lấy cát mình sang thêm lớp thứ hai nha. Giờ mình coi nó xong gạo này nè. Trời quá phê. Giờ mình đi ra sang thêm lớp thứ hai nữa nha. Rồi đã xong, mình xây xong phần đáy rồi nha. Giờ mình tới cái mạng nha. Lại dắt đó. Mình xài cái băng keo này nha. Băng keo này nó không có dính nhiều, nó không có lỏng sơn. Giờ mình lật tàu lên mình sơn nha. Sơn một bên trước nha. Bát keo này nó có bị chống sơn. Rồi. Đây mình dán xong rồi nha. Đây cho anh em coi cái món tạo hạt nha. Đó, nó đó. Rồi giờ mình bắt đầu sơn nha. Báo chất lượng là mình cũng sơn 3-4 lớp nó như cái phần đáy nha. Ai chừng nào sơn xong rồi mình mới tháo băng ra nha. Đó, anh em thấy sao? Đây mình mới làm cái la ký nè. Đây là cái la ký nha. Rồi. A few moments later.
Đang chiếc xà lan mà từ ở ngoài chỗ lấy cát mà vô tới chỗ bơm mà cũng chưa gọi luôn. Mình ở bơm bên đó nha anh em. Đó, ở đây là xã An Hữu, huyện Cái Bè nha. Đây, xà lan mình sơn xong cái hai bên mạng rồi. Một chút nữa nó khô nó sơn, mình sơn cái xanh dương phần trên nha. Giờ mình lột băng keo ra nè. Xương cừu mềm quá nhỉ. Không được, không được. Đây, cái này để một chút nữa mình mới gỡ được. Thấy nó còn mềm quá. A few inches later. Qua tới tới phòng bơm luôn rồi mà chưa có làm rồi nữa nè. Mấy anh này kéo ống qua chuẩn bị bơm nha. Đây, anh đang nằm ở đây nè. Đây, mấy anh này chuẩn bị đang bơm cát nha. Chạy vô tới chỗ luôn mà sơn chưa rồi nữa. Bây giờ mình sơn tới phần trên nha. Chưa lột băng keo ra nữa. Đây là gió. Đây nãy bị lột bị lỗi nè. Lột ra lại nha. Chích. Dính giùm cái anh hả? Dính nào? Dính chiếc tàu cho cứng đi. Bóp cầm vô đây đi. Để nó ngã. Ngã đền đó. Ê sao sao mà chóc ghê vậy ta, chóc đây nè. Rồi cảm ơn nhiều. Mình gì dễ mang keo xong rồi nè, tới mình sơn cái trên lọc con nha, cái gì vòng 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 ở trên luôn. Bơm khúc nữa kìa. Đây mới sơn một lớp màu xanh lên trên mặt bon rồi nha. Cái này mình sơn cũng như thêm 2-3 lớp nữa, cũng như cái phần dưới vậy đó. Anh em có miễn nha. À, anh em thấy cái miễn chưa? À, đây là sao nè. Ê, cái miếng nè. Đó, anh em nhìn kỹ chưa? Thấy phần lái nha. Đó, phần lái này. Đừng nhìn thấy rồi. Này đây cái máy mình đặt rồi nha. Cái đằng này giờ mình làm mình đúc cái
Cái này có video sau cho anh em coi nữa nha. Nè, xe vô nè, cái ông bao nè, còn cái bạc trên đây nữa mình chưa có gắn vô nữa, mình mới đổ cái ông láp nè. Đây là mình đổ cái cục ma tết nha, đồng ma tết cho chịu lại. Ở đây mình cũng đổ ma tết cho chịu cái ống bao láp lại nữa nè. Đây còn thể nguyên chiếc. Đẹp hay sao? Rồi, hẹn em á clip sau nha.